Thế là mọi người, hôm nay là ngày mình được nghỉ, nên là sáng giờ mình đi bộ, xong rồi mình tập, mình dọn dẹp nhà cửa. Bây giờ mình sẽ ăn ăn trưa. Thì cái bữa ăn trưa ngày hôm nay của mình là poke. Poke là một cái tên gọi mà mình đọc đúng không nữa, nhưng mà nó là một cái dạng giống như salad, nhưng nó không phải là salad mà nó sẽ có mix nhiều thành phần khác nữa. Nó giống như là cơm trộn Hàn Quốc vậy, nên phiên bản salad. Thì trong này là mình ăn cái base chính là chỉ có rau salad thôi, và trên đó nó sẽ có rất là nhiều thứ thành phần, rất là nhiều màu sắc như thế này, ví dụ như là trái cây rồi bơ rồi rong biển rồi các thể loại. Thì ban đầu mình ăn salad thì mình vẫn ăn sốt đó, nhưng mà càng ngày mình càng muốn ăn nó nhạt đi và mình muốn cảm nhận cái vị gốc của các thành phần mix lại với nhau á, nên là các bạn có thể thử ha.